Chào các bạn ăn nhau. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau học cấu trúc thủ. Tô này sẽ đi sau chủ yếu là các danh từ nhá. Và ý nghĩa trong tiếng Việt sẽ là cũng. Mình cùng xem cách dùng của thủ nhá. Nó sẽ gắn vào sau danh từ và nghĩa là cũng. Và nó có thể dùng sau các tiểu từ khác như là ế, ế do, ế kê, euro, vân vân. Ví dụ như sau. Câu thứ nhất. 오늘은 학교에 가요. 내일도 가요. 오늘은 학교에 가요. 내일도 가요. Thì cái này câu này mình sẽ dịch là gì? Hôm nay tôi đến trường, hôm nay tôi đi học và ngày mai cũng đi học đúng không? 내일도. Câu số 2. 미나는 떡볶이를 좋아해요. 김밥도 좋아해요. 미나는 떡볶이를 좋아해요. 김밥도 좋아해요. 미나 thích 떡볶이. Đúng không? Tức là bánh gạo cay, kimbap là cơm cuộn đúng không? Cũng thích cả kimbap. Được chưa? Câu số 3. 화는 태국어를 배웁니다. 남도 태국어를 배웁니다. Câu này là gì? Mình đọc lại nhé. 화는 태국어를 배웁니다. 남도 태국어를 배웁니다. Hoa học tiếng Thái, Thái Lan đúng không? Nam cũng học tiếng Thái Lan. Đấy, chúng ta có hoa nân và nam tô. Thì các bạn lưu ý là trong tiếng Việt của mình ý, thì cái tô đấy thông thường sẽ đi sau chủ ngữ đúng không? Nhưng cái tô ở trong tiếng Hàn sẽ là đi sau cái phần cái nội dung mà nó sẽ giống nhau. Ví dụ ở đây hoa và nam là hai đối tượng đúng không? Tuy nhiên hai bạn ấy giống nhau là thế cũng có rất hay không gì ta. Vậy cái tô đấy phải đặt đằng sau danh từ chủ ngữ đúng không? Hoa này và nam tô. Còn ví dụ trong trường hợp ví dụ là hoa học tiếng Thái và hoa cũng học tiếng Anh, thì khi đấy cái cũng đấy các bạn phải đặt sau tiếng Anh ở đằng sau đúng không? Thứ tư, 한국에 벚꽃이 있습니다. 일본에도 벚꽃이 있습니다. 한국에 벚꽃이 있습니다. 일본에도 벚꽃이 있습니다. Ở Hàn Quốc có hoa anh đào và ở Nhật Bản cũng có hoa anh đào. Thì trong trường hợp này các bạn thấy 일본에도, tô này nó sẽ đi sau tiểu từ e nhé.벚꽃 là hoa anh đào các bạn ạ. Số 5. Trong tủ lạnh có sữa, có cả kem nữa. Nào chúng mình cùng phân tích. Trong tủ lạnh là nén trang cô e rồi đúng không? Có sữa, uyu này và động từ có, itta. Cấu trúc này mình đã quá quen rồi. Vậy có cả kem nữa, vậy là ice cream to isnita đúng không? Câu của chúng ta sẽ là nén trang cô e uyu ga isseyo. Ice cream to isseyo. Câu số 6. Mẹ mua bánh mì, mua cả bánh ngọt nữa. Nào chủ ngữ, mẹ mua bánh mì. Câu thứ nhất không có gì rồi đúng không? Vậy mua cả bánh ngọt nữa. Vậy cái cả nữa này tức là cũng đúng không? Câu này mình có thể dịch lại là gì? Mẹ mua bánh mì, mẹ cũng mua bánh ngọt. Đúng không nhỉ? Vậy cái tô này các bạn sẽ đặt ở đằng sau mẹ hay là bánh ngọt đằng sau? Tất nhiên là bánh ngọt rồi đúng không? Tại vì mẹ đã là cái thành phần giống nhau rồi. Vậy mình chỉ cái tô này mình đặt sau cái thành phần khác đó là bánh ngọt thôi. 엄마는 빵을 샀어요. 케이크도 샀어요. Được chưa? 엄마는 빵을 샀어요. 케이크도 샀어요. Số 7. Tôi đã đi du lịch Hàn Quốc. Tôi cũng đã đến Trung Quốc nữa. Các bạn nhìn câu tiếng Việt nhé. Tôi đã đi du lịch Hàn Quốc. Tôi cũng. Thông thường cái cũng của mình sẽ đặt sau chủ ngữ đúng không? Nhưng trong tiếng Hàn mình phải xem thành phần nào là cái thành phần nội dung nó khác nhau ở trong đấy thì mình đặt tô vào này. Đi du lịch Hàn Quốc là 한국 여행. 한국에 여행 갔어요 đúng không? Cũng đã đến Trung Quốc, vậy là 중국에 또 chứ đúng không? Câu của chúng mình, 한국에 여행 갔어요, 중국에도 여행 갔어요. Ở đây cái phần mà giống, nội dung giống là đi du lịch, và nội dung khác là Hàn Quốc và Trung Quốc. Vậy cái tour này sẽ đặt sau cái Trung Quốc này. Câu số 8, tôi học bài ở nhà, tôi cũng học bài ở cả thư viện nữa. Và ở đây tương tự, chúng mình có học bài là giống nhau rồi đúng không? Tôi là giống nhau rồi. Vậy cái cũng này các bạn sẽ phải đặt ở đằng sau thư viện chứ, đúng không? Câu của chúng ta sẽ có 저는 집에서 공부합니다. 도서관에서도 공부합니다. Ở thư viện, 도서관에서도. Được chưa?